Đường Yên, La Tấn, chàng đường yêu khiến người ta ghen tị sau nhiều lần lỡ duyên. La Tấn, Đường Yên, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, trải qua nhiều khó khăn, sóng gió, cả hai đã có thể đi đến bên nhau. Hôn lễ của cả hai được diễn ra tại Viên, thủ đô của Áo. Một cuộc tình không khác gì bộ phim truyền hình thần tượng Thanh Xuân dài tập. Cô VGT nhìn lại chặng đường yêu nhau của cặp đôi này nhé. La Tấn, người đàn ông si tình. La Tấn, một người đàn ông luôn tách biệt cuộc sống thường ngày với cuộc sống trong giới giải trí. Trên phương diện tình cảm, La Tấn là một người đàn ông si tình. Mỗi lần hẹn hò yêu đương với một ai đó đều hết lòng, hay mỗi lần chia tay cũng đều rất đau khổ. Trong khi đó, Đường Yên lại lựa chọn việc bán mạng vào công việc để quên cảm giác trống vắng khi không có người yêu cũ bên cạnh. Ngày 26 tháng 8 năm 2011, đoàn làm phim Loạn Thế Gia Nhân lần đầu tiên có mặt đông đủ tại buổi thịnh điển nhạc thị, và hình như đây cũng chính là lần đầu tiên La Tấn và Đường Yên gặp mặt nhau. Thời khắc đó, hai người họ vẫn chưa thật sự quen thân nhưng đã đem lại cho khán giả cảm giác couple rất mãnh liệt. Cũng vào thời điểm đó, La Tấn, Đường Yên vẫn chưa phải là những cái tên hot nhất nhì hiện nay, nhưng cũng đã có những tác phẩm tiêu biểu cho riêng mình. La Tấn thì có Mỹ Nhân Tâm Kế, còn Đường Yên cũng không thua kém với bộ phim Bà Thiên Kim Nhà Họ Hạ. Một người diễn viên phái thực lực, trong khi đó, người kia lại là diễn viên phái thần tượng, nhưng thế đều lực ngang nhau. Loạn Thế Gia Nhân khai máy, La Tấn đã đăng lên Weibo của cá nhân mình nói rằng đột nhiên có cái cảm giác giống như được trở về nhà. Sau thời gian dài quay phim mệt mỏi, cả hai đã ngồi bên nhau giống như hai đứa trẻ vô tư, không lo, không nghĩ. Nghe nói, lúc này La Tấn đã bắt đầu có chút tình cảm với Đường Yên. Đạo diễn lại thêm một cảnh quay hôn vào trong kịch bản cho Đường Yên. La Tấn rất phấn khởi, chạy lại hỏi Đường Yên, đã quay chưa? Ngày 6 tháng 12 năm 2011, Loạn Thế Gia Nhân sau nhiều tháng quay cuối cùng cũng đã đóng máy. La Tấn và Đường Yên có những bức hình chụp cùng nhau, nhưng La Tấn vẫn cứ nhìn Đường Yên, ánh mắt này có chút gì đó gọi là yêu. Lúc đó, Chương Mịch cũng đến thăm, tay của La Tấn lại khoác lên vai của Đường Yên, cho người xem có cảm giác này giống như đôi tình nhân đang yêu nhau vậy. Sau khi Loạn Thế Gia Nhân đóng máy, hai người đã đường ai nấy đi. Không lâu sau, La Tấn lại đăng lên một dòng trạng thái có ý chỉ như không muốn lừa dối tình cảm của chính bản thân mình nữa. Xa cách nhau được một khoảng thời gian, hai người lại có cơ hội được tái hợp. Cũng chính là vào tháng 3 năm 2012, cả hai hợp tác quay bộ phim Nữ Đặc Công X. La Tấn sau khi gia nhập đoàn làm phim lại tiếp tục up status Weibo. Người một khi có uy hiếp thì không thể kiên cường trở lại được. Khi truyền thông đến thăm phim trường Nữ Đặc Công X, đã để La Tấn nhận xét, đánh giá Đường Yên thì La Tấn nói: tôi không có cách nào để nói biểu cảm của cô ấy cái nào dễ thương, cái nào khả ái, bởi vì sự đáng yêu của cô ấy chính là hồn nhiên thiên thành rồi. Hồn nhiên thiên thành có nghĩa là trời sinh đã hoàn mỹ, khí chất tự nhiên. Nhưng khi phóng viên hỏi thăm Đường Yên về tin đồn giữa cô và Khưu Trạch thì La Tấn lại trực tiếp đứng dậy và bỏ đi, chỉ để lại Đường Yên trong trạng thái rất ngượng ngùng. Nhiều người đoán rằng là do La Tấn không thể nào đối mặt với chuyện của Khưu Trạch và Đường Yên được nên mới hành động như thế. Vào tháng 5 năm 2012, những phân cảnh của La Tấn trong phim cũng đã hoàn tất. Lúc này, vì vẫn còn đang yêu đơn phương nên La Tấn vẫn đang chọn Weibo làm nơi trút bộ tâm sự với bài viết. Thích ca từ trong bài hát này, cũng thích cái MV này khi anh không có ở bên cạnh em. Tháng 11 năm 2012, bộ phim Loạn Thế Gia Nhân được quay một năm trước đó cuối cùng cũng được dịp lên sóng. Ngày 4 tháng 12 năm 2012, Loạn Thế Gia Nhân có buổi tuyên truyền đầu tiên ở Thượng Hải. La Tấn đã nắm lấy tay Đường Yên. Cuối năm 2012, trong An Huy, Quốc Kịch Thịnh, cả hai cũng đã lần đầu nắm lấy tay nhau. Nhưng lúc nào cũng vậy, La Tấn luôn chủ động kéo tay Đường Yên hướng về phía mình. Có thể thấy rõ, La Tấn thực sự rất thích Đường Yên. Chớp mắt một cái cũng đã được truyền ra ngoài, nhưng kèm theo đó là cả tin của Khưu Trạch và Lý Dục Phân. Lúc này, La Tấn đã lên Weibo an ủi, động viên Đường Yên như sau. Thực ra vui vẻ rất đơn giản, chỉ là do bản thân của em có muốn hay không mà thôi. Vì vậy, hôm nay em đã vui vẻ lại chưa? Nếu vẫn chưa vui, vậy hãy nhìn anh đây này. Anh nguyện dùng mọi thứ của mình để đổi lấy sự vui vẻ cho em. Và một bài viết khác cách đó vài tiếng sau. Tác dụng phụ của việc mất đi chính là sợ phải đau khổ thêm lần nữa. Cho nên chỉ cần em ổn, bất kể đau khổ bao nhiêu, anh cũng nguyện tự mình đối mặt. La Tấn thích Đường Yên, nhưng Đường Yên vẫn còn vết thương tình trong lòng. Nên trong một chương trình, khi nói chủ đề về tình yêu, hôn nhân thì đã bật khóc. Trải qua nhiều chuyện thì một thời gian sau bắt đầu xuất hiện tin đồn La Tấn và Đường Yên đang quen nhau, hẹn hò, đính hôn, gặp người nhà. Khi phía La Tấn vẫn luôn nhất mực phủ nhận vì không muốn lấy chuyện tình cảm ra làm sao tác. Vì thế sau đó, cả hai rất ít đứng chung với nhau mỗi khi có sự kiện chung. Cho dù năm 2015 hai người hợp tác chung phim Người Tình Kim Cương, La Tấn cũng rất ít đi tuyên truyền. Thực ra, với thực lực của La Tấn lúc đó, nếu nói nhận đóng nam 2 trong Người Tình Kim Cương là rất khó có thể xảy ra. Nhưng vì Đường Yên nên anh đồng ý chấp nhận.
Theo sau đó, có tin được truyền ra, đoàn làm phim Người Tình Kim Cương vì muốn để cả hai có một kết cục phiên bản trong phim nên đã chỉnh sửa lại một phần của kịch bản. La Tấn tham gia bộ phim với vai trò nam thứ Lôi Địch Minh. Đây là người đàn ông luôn ở bên động viên, ủng hộ nữ chính Mễ Đoá, Trường Yên và luôn lạnh nhạt trước tình cảm cuồng nhiệt của nữ phụ Cao Văn, Địch Lệ Nhiệt Ba. Người Tình Kim Cương gây sốc khi để cho nữ chính Mễ Đoá thành đôi với nam phụ Lôi Dịch Minh. Điều này khiến bộ phim trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng suốt một thời gian dài. Lúc này, lại tiếp tục truyền ra tin cả hai đã đính hôn. La Tấn vẫn là phủ nhận, đồng thời cũng lên tiếng thanh minh cho tất cả tin đồn không chính thống này. Thời gian nhanh như tên bắn, chớp mắt một cái lại đến năm 2016. Một lần nữa cả hai lại được dịp hội ngộ trong phim truyền hình cổ trang Cẩm Tú Vì Ương. Đường Yên hết lòng đề cử La Tấn đến tham diễn vào vai Thác Bạc Tuấn. Tại phim trường có những hành động qua lại vô cùng thân mật nhưng vô tình lại bị Trác Vĩ chụp được. Tháng 4 năm 2016, tập đoàn Paparazzi nổi tiếng phong hành đưa ra những hình ảnh nghi ngờ La Tấn vào phòng của Đường Yên trong đêm và thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Cũng trong hậu trường, những hành động qua lại của họ càng không thể không làm cho người khác nghi ngờ mối quan hệ của cả hai là sự thật. Nhưng hai người đó đánh chết vẫn là không chịu nhận. Trong buổi họp báo phim vẫn cố tình tách riêng ra thay cho lời thông báo cho truyền thông rằng không thể nào. Nhưng khi mọi người đều nghĩ rằng hai người họ không thể nào công khai thì La Tấn và Đường Yên bất ngờ đánh úp khán giả khi trong ngày sinh nhật lần thứ 33 của Đường Yên, ngày 6 tháng 12 năm 2016, cả hai đã chính thức công khai tình cảm của mình với bài viết chia sẻ trên Weibo của La Tấn. Bờ vai của anh mãi mãi là nơi để em tựa vào, em yêu sinh nhật vui vẻ và câu nói như đánh dấu chủ quyền của Đường Yên, hóa ra là anh. Xuất hiện trong những sự kiện, La Tấn luôn nắm chặt tay bà xã. Vào đầu tháng 8 vừa qua, khi tham dự sự kiện của Tencent và được hỏi về cảm nhận sau khi sinh con, nhận được vai mới, Đường Yên nói lúc nào cũng như lần đầu và phủ nhận tin sinh đôi. Không phải vậy đâu, đấy chỉ là thông tin giả thôi. Nữ diễn viên nói thông tin thêm, đó là một bé gái. Thông tin này ngay sau đó đã gây bạo mạng xã hội Weibo và khiến cho công chúng vô cùng bất ngờ. Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến Đường Yên và La Tấn. Thậm chí, cư dân mạng còn đùa rằng, không ai biết, chắc nghĩ cả hai đang đóng phim ngôn tình tổng tài và nữ thư ký. Về phần Đường Yên, cô không quên nở nụ cười hạnh phúc khi được ông xà nắm tay nơi đông người. Gặp được nhau đã là một cái duyên, nhưng có thể đến bên nhau, đi được đến tận trời cuối đất hay không, đó lại là quyết định của cả hai.